Em này là chị là mẹ uống là bớt nhiều cho em. Dạ bớt nữa rồi. Rồi bớt nữa này là. Bớt cái chai bữa chị. Đâu vậy hả? Dạ. Đây là mặt mày là khác liền. Uống một lần. Được rồi. Dạ. Mới có một chai bữa thôi chị vợ. Ra đi chơi rồi đó, ra đi chơi đó. Chắc tính ra cũng hơn từng á, như tại vì má con á là không uống đều, uống ít, tại vì uống vô cái cũng hơi giật giật một xíu, cho nên là để ngưng chừng bữa hai bữa uống lại. Gọi qua nó nay là giảm nữa rồi, không có bị đau thắt luôn. Thần kinh tọa mà lâu lắm rồi. Ít trên là ít dưới là hầu như là đi không được luôn đó, đau lắm. À giờ đó là mừng thiệt luôn rồi, đi lên đấy nữa. Giờ giới thiệu, giờ em giới thiệu lại ha. Dạ. Em giới thiệu lại cho khán giả trên kênh của anh được biết, đi cập nhật cho nó chi em tiết hơn. Em tên Diệu ở Tiền Giang. Em lấy thuốc cho má là đợt trước lấy một chai nhỏ là chị bắt cái tặng đó. Bây giờ uống thấy giảm 50 rồi đó. Thì em lên em lấy thêm đây. Đợt này lên tới 5 lít á. Cái này là lên lấy để về ngâm. Về ngâm luôn. Chứ cái thuốc này hay quá, lên lấy ít nền xa nó lên lòng khó. Rồi mấy cái vị ở nhà thì cũng có mua sẵn để hết rồi. Bây giờ về nhà để chút xíu anh chỉ cái cách làm. Có gọi khẩu trang rồi cho khán giả được biết không? Dạ thôi đi em ngại luôn. Ngại. Nếu mà nhớ ra mất nó chắc kiếm tới nhà luôn ạ. Sao kiếm tới nhà? Kiếm tới nhà đừng kiếm nhà đừng ta gả chồng. Dạ, thuốc thì uống hết sao mà khô ăn hết trước rồi. Tại, ngon quá, ăn tại ít quá. Đây là nghệ đỏ, tại vì nhiều chỗ là mua nghệ đỏ không có nên là ở nhà đi mua sẵn luôn. Này đơn quy. Nè đơn quy này. Đơn quy này là 3 lạng. 3 lạng đơn quy này mua ở ngoài chợ Gò Đen á, là con rót con mời chú cái tay cho đó. Mát tay chú dùng nhiều quá vậy anh. Nhiều quá. Thường là con uống tới 2 có tới 15 mà giờ chú cho uống tới 20 luôn. Thôi dữ vậy. 20 luôn. Xin phép uống này thuốc. Dạ. Chú chính... con nó chạy sao chú phát biểu cảm nghĩ nha. Uống miếng nước rồi nè chú. Không gì đó ấy. Đậm đặc dữ lắm. Rồi chú tới chú còn mua đồ nữa, chú vô rồi chú đây. Chú quay qua chú mua đồ. Hả? Đừng qua cái này. Dạ. Đừng quay chi cái này để cái này. chú ngại chú mua đồ vô. Dạ. Chú ra ghế ngồi luôn chú. Ra nhà cho nó tốt hả chú? Rồi lại đi cho bóng. Nè tụi con ra nè. Dạ. Ừ đọt quá hê. Chú là ở đâu chú xuống? Chú là quê xa lắm nhưng mà chú là ở Bình Chánh, là dạ. Bình Chánh đây. Dạ. Con xin phép con ghi hình chú luôn nha chú. Rồi cứ tự nhiên vậy đó. Dạ. Chú ở quê Quảng Ngãi là xa nhưng mà làm ở Bình Chánh. Dạ. Rồi. Chú làm bên gì chú? Chú bảo vệ bên Bình Chánh. Dạ, chú làm bảo vệ. Nghe ở đây là mới lên chú mới lướt qua tay. Chú coi trên cái kênh. Biết là sao không có giới thiệu số nhà. Vừa rồi mới khai trương cái này. Dạ. Mới quay cái hình lên số nhà rồi mới đọc lên nó chú mới ghi được chứ mà. Dạ. Zalo mà biết Zalo rồi đó. Thì biết là điện là cũng nói được nhưng mà mình cho chắc cái Tiền Giang Hậu Giang chắc phải ở gần đây. Dạ. Tiền Giang Hậu Giang chú thua, chú đem. Dạ. Thì em không đi được. Nó thành bây giờ biết địa chỉ rồi. Dạ. Tới được. Thuốc rồi hết. Dạ. Cái này là thuốc này là chuyên trị thần kinh tọa chú. Dạ. À, chú đã có mấy năm mà chân cẳng đau nhất mà thuốc uống thuốc giống có bác sĩ rồi cái uống ra nó có hơi bớt. Dạ. Bớt cái đau một tử nữa. Dạ. Không dám uống nữa, đau gì mà đau tử bỏ ăn luôn á. Dạ. Rồi bây giờ không dám nữa, bị uống thuốc ngoài thì nó bắn giảm đau. Dạ đúng rồi, ở ngoài thuốc giảm đau là nhiều chứ. Không làm giường không biết cái gì, nghe cũng đây cũng mừng. Dạ. Thiệt nghe này quá mừng luôn. Cái thuốc thì ở nhà con ấy là cũng trị đau bao tử luôn á, nó có nghệ nữa. Rồi. Dạ. Này lại là chú về chú ngâm hả? Về ngâm, dữ thì dễ rồi. Dạ. Mà cái bẹt thuốc chú con nó là nhất là cái gì? Mấy cái loại lá cày vậy chú? Lá cày đó, cái ngũ trảo đó. Ngũ trảo chắc chú biết mà không chú? Không, hồi xưa có ông cũng hà lắm. Ông kia đi làm với chú mà ông kêu cái lưng. Chú phải ôm lên xe cho bỏ về nhà. Dạ, con vợ chồng mời chú uống nước. Ông đó là... Trời mà ông lấy ngũ trảo, ông đáp sau đó. Họ nói về chú, cái lăng trổ mà mấy chục năm rồi. Dạ. Mà mình không biết không để ý chi.
Dạ. Mình đâu đâu để ý chi mà trong cái bài thuốc của con là có lá ngũ trảo. Dạ. Có ngũ trảo rồi thuốc cú nữa. Rồi chú rất quý cái bài thuốc này. Dạ. Rồi chú mấy cũng phải tìm. Nhưng mà chú tới tới đây cũng mừng rồi. Dạ, cũng mừng. Dạ. Cũng gần mà đâu có xa đâu. Chú ở Bình Chánh mà ở đoạn nào chú? Bình Chánh là khu công nghiệp, chú làm ở khu công nghiệp. Dạ. An Hạ. Dạ An Hạ. Dạ rồi con cũng biết. Chú uống nước đi chú, chú uống nước mát đi. Gần cột sống đó con. Dạ. Chú uống nước mát đi chú. Nghe tin cái bài thuốc này quá mừng luôn con. Dạ. Kể nó có gì có giúp cho bà con. Dạ. Có chú nó bớt đi, giờ làm ăn giờ uống giờ đi bác sĩ bữa trước bữa sau rồi chụp hình chụp phim đủ hết mà. Dạ. Không bớt hại. Giờ anh mẹ cũng quá mừng giờ giúp cho chú với tầm bà con đó là trong cho mọi người để bớt đi làm ăn. Dạ. Rồi thôi chú cái ấy thì chú hút thuốc đi. Mà nhưng mà làm là cho hai đứa cháu nó học, đang học đại học năm cuối rồi. Dạ. Vậy vợ làm chồng làm, vợ đều phụ bán cơm cho họ rồi có khi cũng quét dọn. Dạ. Đó, cái nậu nó thật tình vậy. Dạ. Chú là bảo vệ là cung cấp cho nó tiền nhà trọ cho đồ cho nó. Dạ. Học. Là chú cô chú mà lo hai đứa đi đại học luôn. Vậy là cô chú là cũng giỏi dữ lắm. Tính toán con. Dạ. Dạ. Trời ở nhà quê bò lúa rồi bắp trời cũng còn bây giờ hết vốn luôn. Dạ, để con vô con nghe. Con nghe điện thoại cái này chút chút. Rồi bây giờ là mấy bà con xuống cùng một lúc luôn. Chào, chào em. Qua cái chỗ nào mà có ngồi lên trước rồi, có ngồi ra chỗ nào nữa, còn cái điểm nào nữa. Dạ, còn ở trên nhà ba mẹ con chở anh nữa. À, dạ. Rồi. Em ơi lấy ghế có một chị em, nữa. À chị bữa đi điểm nó cũng gần đây không? Cái điểm chỗ dạ. Cũng gần đây. Cũng ở trên Gò Đen mà ở trong đồng mà chú. Đồng với chú, sợ chú đi dạ. Xa. Thì hôm nay làm không, ba mẹ cũng chuyển đồ. Lại chốt nữa kìa. Ảnh lại chốt. Vô đây anh chị vô ngồi luôn. Lúc qua thì thấy cái người luôn nè. Dạ. Vừa này vừa xiêm ở Bến Tre đưa lên đó chú. Cà rốt ơi, hai tụi con nè. Hai tụi con ra chào cô nè. Đây một em gái con cái tiếng nói là nó rõ bắt gì trong đây mà sao nó mất rõ vậy này. Dạ con ở đây tại cũng yên tĩnh đó, chú. Đi thường thường con đi quay là có cái mic. Có cái mic để nó thu á. Dạ. Trùng hợp luôn không bà cô bác ơi, có một người em cũng ở Tiền Giang. Tiền Giang mà hổm lên là có lấy uống một chai thuốc rồi hiệu quả xong rồi bây giờ là em nó lên đây tiếp tục lên đây để lấy một phần thuốc á, cũng nhờ gia đình mua một phần thuốc để về ngâm cho mẹ uống. Dạ. 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 Có một người chị nữa, người chị cũng ở Tiền Giang đang chạy lên luôn. Tiền Giang tầm mấy chục cây đó hả? Dạ. Này là sáng mấy bữa nay là ở nhà con coi như là họ mới phát hết là 10 phần là con cũng mua giùm 10 phần bây giờ con rồi sáng con cũng mới lấy thêm 15 phần nữa. Vậy như mua giúp bà con rồi để sẵn á chứ. Kể đó trước mắt là giúp bà con. Dạ. Cũng hoạt cuộc sống chứ trước cái mắt là giúp. Dạ. Này. Đó, bây giờ trong họ một người chị ở cũng ở Tiền Giang lên kìa. Sao? Chị địa chiều hôm qua. Rồi chào chị luôn. Có gặp Zalo Thanh Nguyễn mà không được. Zalo con bình thường mà chú. Chú kết bạn không được hả? Không được, cái chỗ nó không tiếp đấy. Không rồi, không tiếp nhận. Không tiếp nhận cho em đi qua điện đâu. Mấy đây mình. Dạ con nghe. Để lo rồi. Nó mà cho làm nên nè. chú lên cái giờ lên trùng hợp lên một lượt hết luôn. Gì vậy chú? Có biết kiếp võ công hả chú? Cái này đó cái gì đó. À tưởng đâu chú đem cuốn sổ bí kíp. Này chị xách cái gì mà đâm đề vậy? Chị gửi cái cây cho con cái kinh á. Dạ trái cây hả chị?
chấm. Chị để đợi. Dạ dạ chị để đợi nó đi chị. Rồi. Gần nó xịt cái quốc lộ 1A tôi đây chứ đâu mà. Dạ chị ngồi ghế luôn đi chị. Ôi đừng hai bé cái coi. Hai tụi con đã chào nè con. Ôi kinh quá à, coi thấy hai con có cái kinh tí sau nữa. Dạ. Ôi. Đâu bác đâu bác mà mở khẩu trang lên nhìn bác hả? Ôi, mở khẩu trang xấu. Mở khẩu trang xấu. Mở khẩu trang. Mở khẩu trang ghi hình lắm. Bác ngại ghi hình mà nãy bác bác về bác chào mà chào khán giả quá trời. Nhưng mà bịch cho chị bịch khẩu trang đi. Dạ. Giống như em gái kia cũng nói là để cho em bịch khẩu trang đi. Người nào thường 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 á. Ngồi đi con. Ngồi đi. Ra đây chơi con. Đó ngồi nè, ngồi đi con. Học bài nãy giờ là sáng là chưa học bài. Chơi 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 ghế. Nè dẹp đi. Trời. Ngồi ngồi ghế. Ngồi nhà đông đi một lượt về đông vui. Chiều nay. Chiều nữa một sức nữa. Em này là chị là mẹ uống là bớt nhiều cho em. Dạ bớt nữa. Rồi bớt nữa này là. Bớt cái chai bữa ấy, chị. Đâu vậy hả? Chị nói là mặt mày là khác liền. Uống một lần. Mới có một chai bữa thôi chị dẫn ra đi chơi cà gót, ra đi chơi đó. Chắc tính ra cũng hơn hơn từng đó. Tại vì má con á là không uống đều. Uống ít. Tại vì uống vô cái cũng hơi giật giật một xíu cho nên là để ngưng chừng bữa hai bữa uống lại. Hôm qua nó nay là giảm nữa rồi. Không tính tọ mà lâu lắm rồi. Trên hết dưới là hình như là đi không được luôn đó. Đau lắm. Dạ. Giờ nói là mừng thiệt luôn mà đi lên đấy nữa. Giờ giới thiệu giờ em giới thiệu lại ha. Dạ. Em giới thiệu lại cho khán giả trên kênh của anh được biết đi cập nhật cho nó chi tiết em hơn. Em là tên Diệu ở Tiền Giang. Em lấy thuốc cho má là đợt trước lấy một chai nhỏ là chị bác cái tặng đó. Bây giờ uống thấy giảm 50 rồi đó. Thì em lên em lấy thêm là đợt này lên tới 5 lít á. Cái này là lên lấy để về ngâm. Như vậy ngâm luôn. Chứ cái thuốc này hay quá lên lấy ít mình xa nó lên là khó. Rồi mấy cái vị ở nhà thì cũng có mua sẵn để hết rồi. Bây giờ về nhà để chút xíu anh chỉ cái cách làm. Đó. Có gửi khẩu trang rồi cho khán giả biết không? Dạ thôi đi em ngại lắm. Ngại. Nếu mà ra mới chắc kiếm tới nhà luôn rồi. Rồi kiếm tới nhà. Kiếm tới nhà đừng kiếm nhà đừng ta gả chồng. Còn học sinh phải không? Dạ. Còn học sinh phải không? Dạ không con lớn rồi. Lớn rồi. Dạ. Trẻ măng kìa. Đâu đâu em mở khẩu trang ra cho dạ. Chú nhìn cái còn dạ. Trẻ măng kìa. Dạ. Ảnh ở ngoài anh nhìn. Ảnh dạ. Ở ngoài ảnh ngoài là sáng là hay. Hai em là coi như là đi chung. Bây giờ lên mà ảnh ngại, ảnh ngoài ngồi ở ngoài không bà các bác. Có... Em ghi sau lưng thôi. Rồi. Ngồi ghế riêng luôn, đúng là ngồi ghế VIP cái riêng luôn. Còn đây. Đây qua đây để chị bên đây giới thiệu luôn. Chị ơi, chị cũng ngại luôn hả? Đúng rồi, chị ngại, chị bịt khẩu trang đi. Chị ở Tiền Giang á, chị lên. Dạ. Trời ơi, gì đâu mà giao hàng gì tùm lum vậy em. Này là của nhận giùm hay của mình vậy em? Dạ. Đây là trùng hợp là có vô. Này của nhà rồi. YouTube. Nhớ anh đi giao hàng á, anh đi tuyên truyền cái kênh Khánh Nguyễn, cái kênh Không Nguyễn này nè. Dạ, sụp thì mấy chục ngàn à. Ráng cầu sau nữa anh đi giới thiệu cái nữa là được nút bạc á. Rồi, để giờ Khánh làm thủ tục ở đây, giờ Khánh vô trong. Rồi, em chào chị. Chị đây lần đầu tiên là chị tới đây luôn. Đúng rồi em. Dạ, chị tên gì chị? Chị tên Chi. Chị Chi ở Tiền Giang luôn. Dạ. Mà chị ấy thuốc là chị cho ai uống chị? Cho chồng chị. Chồng chị, dạ. Chồng chị uống là chị, chồng chị bị lâu chưa chị? Cũng lâu rồi em. Dạ. Rồi cái họ chị cũng tính đi lên lâu rồi nhưng mà chị ngại lên ghi hình. Ngại lên ghi hình. Rồi bên nói thôi đi đại. Dạ. Dạ, dạ. Rồi thôi chị cứ tự nhiên đi nha. Ở đây hôm nay thực sự thì em cũng ở gia đình cũng mừng lắm. Thì lúc trước á là phát thuốc ở trên ba mẹ là tìm dạ như là tìm mua giùm đó trên chợ thôi.
Và từ lúc mà ở dưới đây hai em Đí Phong á, là cũng dạng như tổ chức làm bán nước với bán khô thêm á, và sẵn là ấy rượu ở dưới đây luôn, phát thêm để tạo điều kiện hai chỗ cho bà con nào thuận lợi á. Đi lên em là gần hơn lên nhà không nha. Dạ đúng đúng rồi chị. Vậy coi như là thuốc thang cũng có nhà làm không à, cũng có nhà đi tìm không à, người nào cũng ấy hết á. Thì chị thấy chị coi chị thấy cái chị Vĩnh Kim lên đó. Dạ. Cái chị gái Vĩnh Kim lên đó, cái nói là lên đây gần hơn lên nhà không. Dạ dạ đúng rồi chị. 20 phút gì nữa đó chị. Dạ. Em này nói nè. Dạ đúng rồi. Chị thấy cái bình rượu em trong kìa. À. Bình rượu để trên bàn. Chút xíu cái gì em rót cho chị. Ê, có chị cho cũng cho chị chai nước súng được không? À, cho chị khúc. À, giờ cho chồng chị uống tước vậy đó. À, giống để như cái này cũng cỡ thác. Dạ giống như em gái này đó. À, về uống là thấy hiệu quả rồi mới lên là dạ như cái này cũng uống tiền. Là chị tin chị mới lên. Dạ. À, rồi ngâm vậy là bao lâu mới uống em? Dạ 30 ngày chị. À. 30 ngày mới uống. Dạ. Thôi à, chị uống nước đi. Còn đây là em của chị. Em chị. Chào anh. Không thì mới xưng hô xưng anh thôi, chút xíu là kêu em liền. Cũng ngại luôn hả? Thôi ngại luôn nữa. Mốt xuất khẩu. Ở đây sợ đi xuất khẩu. Rồi chị uống nước đi chị. Kiếm chắc được cách đây được 2 tầng, 2 tầng là mới đủ á. Mới đủ nó kỳ. Chứ không có. Giờ vì em làm ba chị đem coi chị thấy em gái này lên là không có hay gì nè. Dạ đúng rồi, không có. Chưa không có lá cây. Cái này giờ xong rồi mới vót cho miếng vậy đó. Ủa có thấy em đó. Anh đưa lên clip mà em thấy hả? Vậy là em không có coi luôn. Không có bữa giờ cái mắt lo cái vụ anh Minh Tân á. À cái vụ mà đi tìm người. Dạ. Ừ. Bên cái kênh của anh với anh Phong làm bao lâu rồi? À. Coi nó mấy bữa nay cái vụ mà đi vụ bắt cóc rồi nên đang rầm rộ. Dạ, sao chú? Hai đứa nhỏ ra đây nè con, hai đứa nãy giờ mẹ bắt học bài cái ở chổng luôn à. Đòi ăn kẹo nữa, tròn lũm rồi ăn kẹo nữa con. Ra đây ngồi nè. Nhanh lên con, ra đây nè. Ra đây ngồi, lấy ghế ra ngồi điếm ông, điếm bấm bát nè. Thuốc tay này đúng rồi, thuốc rồi bạn chú uống nè. Em ra em ngồi luôn đi, ngồi đi nói chuyện tiếp với chú. Ờ thì đúng rồi chị, con kêu là kêu lên là chị thấy chị biết. Thấy nhìn nhìn mặt là biết liền à. Chị không có ấy, không có lá giờ chị cho. Rồi em biết góp thuốc cho em đó, miếng về uống. Dạ. Là cái vậy em ăn khô hết chưa? Dạ, thuốc cái thì uống hết sao mà khô ăn hết trước rồi. Tại ngon quá ăn. Tại ít quá. Lát mua ủng hộ chị nữa. Sáng chứ đi giáp chú ăn cho. Bữa em gửi thuốc gì cho má là gửi khô luôn. À. Rồi cái uống thuốc không là uống, có lo ăn khô không à. Cái này bây giờ là phục vụ tới luôn. Là uống là ăn nữa. Ăn no mới uống rượu. Cho thuốc rồi gửi lên hỏi má uống hết chưa. Nên thuốc thì còn miếng đó mà khô mà hết lâu rồi. À. Ăn nhanh quá. Không anh nghe cũng mà thuốc vậy là ngày uống bao nhiêu hay anh? Dạ một ngày uống nếu mà nặng á là ba chung uống rượu á, mà nửa chung rồi cái ly uống rượu trắng trắng của mình nữa chưa. Dạ đúng rồi. Sáng với trưa chiều. Dạ sáng trưa chiều mà ăn cơm xong rồi mình uống. Khoảng 30 phút đi, ăn xong 30 phút mình uống. Còn mà bị nhẹ nhẹ là uống hai lần thôi. Còn như em là uống có 1 lần à. Tại vì em đi nhiều quá, tối khuya tối về uống nửa chung xong đi ngủ. Tại vì chị mới có sức đi. Tị đa bô tử rồi cũng hay nữa đó. Dạ đúng rồi, có nghề nữa mà. Cái bà ngoại đây lúc mà đúng rồi chị có coi bà ngoại nữa, bà ngoại có qua đi chơi nữa nè. Dạ. Tại lúc ở quê á giờ nuôi con bé xanh á nên đây giờ cũng đâu có biết đâu. Rồi cái đi coi YouTube. Ủa sao xác mình không biết. Là cũng fan lâu lắm á. Fan lâu lắm rồi đó. Mà không biết. Bà ngoại nói này khỏe lắm rồi đó. À, bà ngoại cũng ngâm 7 lít để cho bà con bên ngoài á. À. À, em lấy một phần ra đi có gì giới thiệu luôn. Ê, trời ơi.
xa quá, cách Bến Tre, Tiền Giang rồi chắc mình không đi không được đâu. Mà mới vừa rồi khai trương quán này, mới đưa địa chỉ lên mới biết đó. Nãy chú đặt ráp là chú tự tìm địa chỉ là đi chạy tới nơi luôn, không khai trương giới thiệu địa chỉ thì chú đặt ráp chạy tới luôn. Em lấy một phần á, em ra có gì giới thiệu luôn rồi hướng dẫn luôn cho bà con. Đường phèn phát hết rồi. Đường phèn là bao nhiêu gam vậy đó? Dạ, đường phèn là 300 gram. Đây để có gì hôm qua em giới thiệu luôn. Cái đó là nghệ nha. Dạ, nghệ. Đây là nghệ đỏ. Tại vì nhiều chỗ là mua nghệ đỏ không có, nên là ở nhà đi mua sẵn luôn. Này là đơn quy. Này đơn quy nè. Đơn quy này là 3 lạng. 3 lạng đơn quy này mua ở ngoài chợ Gò Đen á, là hổm là dắt bà con ra mua luôn. Mà bây giờ là coi như là tại vì bà con tới á, là lấy về luôn chứ không dắt ra dắt vô. Mỗi lần đi nó cực. Dạ. Con này ngủ chảo nè. Ngũ chảo đó chú. Nè, lá này lá ngũ chảo nè. Còn trong đây là có bông ngò gai. Bông ngò gai dưới nè. Bông ngò gai trong đây. Còn đây thuốc cứu. Thuốc cứu trong đây là trong túi này là có 3 phần ở mẹ trong đây. Mẹ con phân ra hết rồi. Cái thuốc cứu chưa biết đó. Dạ đây thuốc cứu dưới đây nè. Chị chắc chị thấy mà chị em nói vậy chắc chị nghe luôn không? Cũng cũng đây thôi. Dạ. Cái này ngâm chung luôn. Dạ. Cái này là mình về mình sao xong mình trụ thổ, hạ thổ á. Dưới đất đó nha. Dạ đúng rồi. Mình sao nó vừa. Mình rửa hết rồi nha chị. Sao mày... rửa sạch hết. À đúng rồi, mình rang á, mình rang cho nóng lên xong mình ụp xuống đất á. Nhưng mình lựa chỗ đất mà sạch sạch á để nó vừa. Còn này. Cái này là mình sắc nghệ này là mình sắc lát ra xong mình phơi một nắng. Phơi cho nó vừa giống như rửa ráo rồi cái mình đem mình sao. Dạ. Nắng một nắng cho mình phơi, thường ở nhà em phơi chắc một ngày á, coi như ngày á. Dạ dạ. Xong rồi mình sao thôi, cái này mình khỏi chủ thổ tại vì nó ở dưới đất rồi chị. Dạ. Còn này là đương quy. Xong rồi cái mình trộn chung hết mấy cái này, đương quy mình không có làm gì hết. Chỉ đổ vô thôi. Dạ. Rồi lấy bình rượu đó em, tại vì rượu ở đây á nhiều bà con là mình muốn mua rượu tự mình mua, còn ở đây là giống như mua rượu hôm nay rượu nếp á. Dạ. Dạ đúng rồi là mua giùm luôn, nếu bà con nào mà lấy thì cái này mua giùm thôi chứ không có gì hết. Này là mua giùm. Này là rượu nếp luôn, rượu nếp ngon. Đây. Dạ. Rượu Gò Đen. Rồi. Cái này còn thiếu. Còn thiếu đường phèn thôi. Còn thiếu là 300 gram đường phèn. Rồi này là xong rồi mình trộn chung hết, mình đổ chung này. Đó thì nếu mà bà con nào mà không rõ thì vô trong nhìn cái hũ rượu trong tổng là thấy ôm ra sợ nó bể. Nó nặng 10 lít. Sợ ruột tay thôi chứ. 30 ngày. Tại uống trước nha, uống trước ngứa. Uống trước là bị ngứa, nó giống đúng như nó chưa ra hết. Đúng dạ. Ngày hoặc là lố chứ không có 30 ngày. Dạ, dạ. 30 ngày chú mà nếu mà không được là uống. Cái bình rượu của con tổng là ba tính ra là cũng 50 ngày rồi đó. Càng lâu càng tốt chị. Càng lâu càng tốt. Nó càng già. Càng già thì chết. Nó ra mấy cái loại lá cây này nó chưa nó ra cho hết á. Mình để lâu quá thì nó rút ngược trở lại thì nó không còn, nên mình để từng 2-3 tháng là được. Cỡ đó uống là tốt. Dạ, thiếu 3 lạng đường phèn nữa nha chú. 3 lạng đường phèn. Chú mua 3 lạng đường phèn. Em cầm giùm anh. Nghệ đó về chú rửa sạch rồi xong rồi chú bào ra. Giờ nướng khô mực. Giờ lấy nướng khô mực nhậu luôn à. Giờ nướng khô mực xong rồi làm luôn. Vì em nói chưa kịp đổ vô đây cái máy dưới nó kêu nó đem ra cái uống á. Này. Này chú ấy thử nè. Có làm không anh lấy khô mực ra nướng à? Dạ đừng quy á chứ. Đừng quy. Đương quy nhiều lúc ông bà cô bác mà mua giả đó nó ép lại ép bột quá công thức dễ nó thơm lắm. Nó mắc nhất là cái này nè. Dạ cái đó mẹ con làm sẵn hết sạch sẽ hết rồi, chỉ việc sau thôi chú. Mấy cái video con ghi hình là con ghi hình chi tiết làm mấy cái này luôn á, nên là bà con thấy là an tâm sạch sẽ. Ở ngoài mua ở ngoài bụi không à, họ làm dơ á. Này mua giùm không á?
làm giùm. Tiếp làm với giúp cho bà con rồi. Dạ. Cái này chịu khó bà con về làm, tại vì giờ nhiều quá nên không có làm nữa rồi. Lúc trước là mẹ bào luôn. Lúc trước mẹ bào luôn, mẹ bào sẵn luôn. Dạ mấy cái lá này. Cái lợn là gì vậy? Mua đường phèn. Dạ đi mua đó chị. Hả? À? Ngày cứu, dạ ngày cứu vậy. Bỏ xuống liền không đó, nó xuống chắc chừng tối đa từ 1 2 phút ạ. Con sơ sơ đúng bà con. Đảo nha, mình sao cho nó nóng, mình ụp xuống đất. Ụp xuống đất lại lúc đó nó đang nóng á. Cái bài tiếng Anh thầy dạy. Cho nó hút hơi đất á. À xong rồi mình hút lên nè. Đừng có gửi nữa, tưởng tao xong rồi. Chồn chồn dưới đất. Dưới rồi nó vậy. Chồn được. Nhưng mà lông vừa vừa thôi nữa, đừng cho cá. Đây chú coi chú biết. Chú biết à. Chị về chị mở clip cho chị coi là biết à. Mình nói chung là sao lên nó vừa nóng. Tại này em sao cái này con sao con bóc luôn mà, bóc tay luôn á. Mình coi cái độ nóng của nó. Xong rồi ụp xuống, không phải là ụp xuống đất đâu, xuống gạch cũng được. Miễn là cái giống cái nền dưới á. Gạch cũng được hả? Dạ, gạch được chị. Vậy mà chị tưởng đâu phải bắt buộc đất mới được. Tại vì bà con nói là không có đất ở trên Sài Gòn á. Đâu có đất, nói là để với gạch thôi, giống như trong em cũng vậy nè. Để trong gạch nó lấy cái hơi lên được rồi. Giờ là xong rồi trộn đều đó, mình trộn đều hết mấy cái đó lên mình ngâm. Rồi mình ngâm cái keo ngủ được không em, hay là phải ngâm mua chai đi, cũng tốt. Chai sành thì nó tốt hơn. Không bao nhiêu tiền đâu. Con ngủ ngâm giúp chứ. Tại vì mấy bà chị mượn con hỏi dùm á, con mới để con. Chai sành chứ. Ủa chai nước của em về đâu? Nước uống điện ngoài hả? Và cái này bao nhiêu là vô hết trong này không? Dạ đúng hết rồi. Luôn. Hết luôn. Mẹ con nghệ này để chị bao tử nè, nên là tới 400g, thường là 300g à. 300g thì con sáng con mới chạy đi mua 10 tí ở ngoài chợ Gò Đen á, về cho mẹ phân luôn. Bà nội làm hết chứ bọn em chỉ mua, phát đi mua về và mẹ phân. Mẹ phân mẹ làm. Lấy cái hơi tay của mẹ. Dạ. Cô mát tay. Dạ. Mẹ mát tay. Hôm nay con đang làm thử chú, con làm hiệu quả 80% rồi. Con làm xong con phát á. Phát thử cái tay của mình nó làm sao thấy cũng hiệu quả, cũng mừng. Không, phát làm ghi cũng như bà cô ở nhà. Mát tay. Dạ. Nên đụng thuốc là để cho mẹ đụng vô chứ bọn em không có. Thật sự là mình thấy bà con xa mình cũng không dám, mình sợ. Sợ đi cực khổ á. Sao? Dạ. Nên là cũng ráng. Cái gì cũng phải tin mới đi được chứ. Dạ. Dạ. Mình tin mình uống vô là hết. Thôi cái cô chú nào ở đâu quên ta? Vĩnh Long à. Cái gì ở đâu mà chị ở nước ngoài đó, không xa tỉ tẻ đâu, múc ở dưới miền Tây á. Ừ, chị, bà chị ở Campuchia gì á. Dạ. Cô chú lên mà uống rượu mà chắc tay vỗ đùi tùm lum quá, nó chạy rần rần á. Rồi hôm đợt nào là cô chú đi xuống với nhà cô gì mà có bưởi với những kim nữa. Dạ, không, dạ. Không đi chứ không có. Dạ cái cô đó cô gì cũng tự quên tên mà tự có bị cái tật cái chân nữa. Đúng rồi. Có chân nhỏ em. Thì anh ba anh lái xe đi hay gì đó chị con. Dạ, anh ba nó anh lái xe anh chở đi á. Rồi em vô em lấy rượu đi em. Lấy rượu cho chú thôi phải không? Hả? À, chú rót cho chú xíu luôn đi. Để đi cho đi gửi chị bên đây, còn em này ấy rồi giờ ngâm hả? Dạ, giờ ngâm. Ấy đi xong rồi ra đây rót mời chú một ly luôn cho chú xíu đi xe ngoài mà. Cho chú uống rồi thấy nè. Dạ, từ đây đi con làm già là không đủ. Dạ thì kiếm được á, chi cần cho họ. Bán cái gió con đỉnh. Dạ chú nói vậy rồi lúc cái mấy cái chai này thì ở nhà con ngâm con biếu, còn mấy cái vị này nè là tụi con mua giùm. Dạ. Tại vì nhiều lúc trước là ở nhà cũng là phát luôn, rồi sau đó là kinh phí coi như là thật sự thì lúc đầu thì kinh phí nó có, rồi từ từ kinh phí nó hết rồi. Đúng, xong đúng rồi. Rồi là đi mua giùm thôi, mua giùm chứ nhiều người bị quá mà mình không có giúp, mình không có không giống như không có chỉ á thì người ta đâu có tìm được đâu. Xong rồi bây giờ dẫn theo luôn thì mình đi kiếm cái nào kiếm được kiếm. Còn nào kiếm không được là mình đi mua. Dạ. Không mà nhiều khi ở dưới chị kiếm cái này không có đâu. Dạ đúng rồi. Bữa nào ba làm đất không à. Dùng lại người ta có được trơn à. Như phèn thì là dễ rồi đó. Dễ cái nó dễ.
Coi mấy gì anh? Còn dĩa này. Nhà mấy lá khúc này. Dạ. Đúng rồi chị, nghệ đỏ là có chọn không có. Sao em ra đó rồi? Nghệ là có bốn thứ hiện. Nghệ đen nè, nghệ giòn nè, bây giờ là có trái nữa. Trái cũng chị. À, đêm vòng xong rồi mốt thôi hai hai em lên đây mua một căn ở trên này đi. Đẹp quá. Thôi bây giờ là chú bị nhức chân thôi, con rót con mời chú cái tay coi đó. Mát tay chú dùng. Nhức chân chứ. Nhiều quá vậy anh. Nhiều quá. Thường là con uống tới 2 có tới 15 mà giờ chú cho uống tới 20 luôn. Thôi dữ vậy. 20 luôn. Thì phép uống này thuốc. Dạ. Chú coi nó chạy sao chú phát biểu cảm nghĩ nha. Uống miếng nước vô nha chú. Không gì nó ấy. Đậm đặc. Đậm đặc dữ. Chú uống miếng nước vô. Này chú vậy là cái này là phê rồi, rượu này là chú uống được. Đang đang tận hưởng. Chắc làm gì nữa. Con chạy tới đâu rồi chú? Nhẹ rồi tới đây. Sao chú không tán miếng nước luôn? Có dịu. Gà này dịu thơm không hết. Tại có đường phèn. Tại có đường phèn. Cái này mấy dạ đúng rồi, cái này bệnh bệnh tim mình uống cũng được đúng không ạ? Tim với huyết áp đó chú. Nó gần giống như câu luôn nè. Nó giống như cũng như là nước nhiều. Dạ. Này con cái chai cái bình của con ngâm tính ra cũng 2 lít rồi, ủa 2 tháng rồi đó, gần 2 tháng nãy nó 50 ngày rồi đó. Để uống gì điều phí. Đúng rồi, con không thấy chú kia xong rồi chế nước vô quậy quậy uống cho nó hết. Cái rượu thì nặng đôi nhẹ đôi, chú biết chú ngoại. Cái này nặng thôi chú. Cái này cũng được, đau vậy dạ. Mà không phải kê. Này uống rượu này là rượu tốt, không có nhức đầu, rượu để ngâm thuốc á. Mẹ chúng tôi như thế, cái đau dễ hả? Bây giờ lấy dùm chú hạ sức nha, để cho chú lấy hai phần luôn hả? Hai phần, giữ một phần, chú một phần. Dạ. Đưa cho giữ về nó mua thêm viên. Chú trên này dạ. Tránh dễ không dạ. Vậy con lấy chú ở đây thì hồi nãy chú có nói đó thì tụi con lấy coi như là mua giùm thôi. Đó đúng. Dạ như mình tạo điều kiện để ngâm thêm để có đủ chi phí. Dạ. Rồi bà con tới là nó có thuốc. Dạ con, dạ. Con mà cứ làm biếu người nhiều quá cái gì đó là không đủ chi phí đâu. Dạ. Bà con tới không có. Dạ. Đang rù rì hai chị em đang tâm sự chia sẻ. Ủa giờ chị hôm qua thì chị nói lấy mấy phần? Của chị 3 phần. 3 phần luôn á hả? Hôm chị nói kêu ngáp mua rượu giùm chị 3 thùng luôn. Dạ, 3 phần tính hồi nãy em 1 phần. 2 phần. Hôm vừa đủ 5 phần rượu luôn. còn đủ có 5 phần rượu luôn rồi. Còn chú nói chú về là bà cô mua. Chú một phần. Dạ. Chú ở Thủ Đức, chú làm bên này. Nó coi như là ngâm 2 phần. Chú 2 phần. Chú em 2 phần nhưng mà chú lấy 1 phần rượu thôi không chú? 1 phần rượu thôi. Dạ, đi chú đi chú xách đi xe buýt xách nặng nữa. Dạ. Ừ. Mà nghe khẩu trang, mở khẩu trang ra cái đi cho nhìn cho rõ chứ anh bây giờ ngay cả anh bây giờ anh chưa thấy mặt em luôn á. Thôi để lần sau lên. Dạ anh quay chỗ khác rồi nè, mở khẩu trang lên nè. Lần sau lên đi. Không bây giờ anh quay mới quay chỗ khác rồi. Dạ, thôi lần sau đi. Còn lần sau mở ra. Dạ, lần sau lấy nữa mà. Rồi bây giờ là vợ dạ, Khánh. Lần sau lại chắc lên nhà. Dạ. À, lần sau là lên chảnh đổ bánh xèo ăn luôn ha. Chảnh thấy chảnh khoái quá à. Thôi bây giờ đi lên chảnh luôn, bây giờ anh chút xíu anh cũng lên chảnh nè. Lát anh lên chả nè. Em cũng lấy rượu luôn phải không? Dạ em lấy rượu luôn chị. Vậy là vừa đủ ấy. Anh hình như là còn 25 lít đó. 25 lít nhưng là... mà chị có đây 3 phần rồi. À 3 phần. Vậy là chú lấy có 1 phần vậy là đủ rồi. Rượu thôi, còn thuốc thì lấy thêm phần thuốc. Dạ. Vậy nó cũng đau nhất quả đi làm đau nhất mình. Dạ. Trời hai đứa nãy là sáng là lo học bài không, không ra luôn hả con? Bữa nay sao xiên dữ vậy? Rồi hay vậy ta. Đâu đi ra đây coi, ra đây giới thiệu coi. Ra đây giới thiệu cho bác nè. Ra đây giới thiệu cho bác coi, hỏi bác coi con vẽ có đẹp không. Hả?
Thấy khô cá dứa nè. Ủng hộ kìa, khô cái khô cá dứa. Ăn thích khô cá dứa không ạ? Có lấy cá gì nữa không em? Để cái này hết thèm nữa giờ á. Còn cái gì cá đồng cũng có. À. Dạ. Em cứ để đó đi chút xíu mình ấy. À, em ngồi ghế đi. Ở đây khô gì cũng ngon hết á chị. Không em bán ở đây thực sự thì bà con mà mua qua rồi mới biết, giống như cái chị mà Thanh Long đó em mới đăng lên đó. Chị mua xong hôm qua chị điện lên, chị nói em bán khô cái này lỗ chắc rồi em ơi. Mà thật sự em bán tại vì lời ít lắm, không dám nói số tiền lời ra luôn á. Tại vì chị cũng mua khô nhiều quá chị biết, nên chị điện lên chị nói. Hình như là em này hổm là cũng mặc áo này luôn nè, nên là nhìn là biết liền nè. Nhìn mặc áo khác này luôn nè. Dễ biết là bữa hổm có lấy thuốc lần rồi. Em có bán cá thò không? Dạ có. Cá sạc đặc biệt. Một ký cá sạc nữa chị. Với 2 ký cá dứa. Dạ. Tại vì mấy bà chị, tại vì chị nói là Tinh Cương có bán đó, mấy bà chị nó mua giùm luôn. Dạ. Còn chị có muốn khô gì nữa không? Không, mấy cái kia chị chưa ăn, chị không biết. Chưa ăn nên không dám mà không dám mua. Con cá dứa là thấy ngon nhất luôn. Có cá lù đù ngon lắm á chị. Cá lù đù là ở đây là hầu như là cá nào cũng ngon, nhưng mà cá lù đù với cá sặc, cá dứa là em bán là chạy nhất ba loại khô đó. Cá lù đù là một nắng á. Dạ, lù đù một nắng. Ở đây em bán khô một nắng không à? Dạ. Dạ dạ. Cái lọc phần của tại vì hổm lúc trước con bỏ trong này. Bỏ đây nè, ngay chỗ chú ngồi luôn á. Rồi con làm cái máy lên nên là phải chuyển qua bên kia. Lúc trước là không có cái máy. Lâu dữ anh khám cái gốc bự luôn chứ. Cây đó ngoài 70 năm rồi đó. Mua ở vườn. Không, xe cẩu á, hổm mướn. Hổm mướn cẩu từ bên đây qua bên đó. Cũng đây cũng cẩu nặng. Đúng rồi, nặng. Mướn xe cẩu vô á chứ đâu có khiêng được đâu. Cái chậu đó đứa đây. Khiên cái chân chậu còn khiên không nổi, nó sao khiên cái chậu nổi. Cái bông nó tới đợt có bông, cái bông nó từ dài xuống tới cái chậu dưới luôn á. Bông nó dài xuống. Bông nhỏ ha. Dạ. Bông nhỏ không bự. Bông nhỏ. Bông nhỏ đẹp. Nhỏ nó đỏ đỏ nó kiểu mà màu thơm màu gắt gắt. Dạ đúng rồi. Cái mùa có bông, bông nó dài xuống luôn. Dài xuống dưới giữa cái chậu á, bông nó dài đẹp lắm. Hai đâu, hai đứa tụi con ra đây nè, không có vẽ nữa, trời ngậm kẹo. Ra đây nhanh lên con, nhanh, hai đứa ra nè. Ra đây con. Bữa nay cho nghỉ giải lao không học bài mà sao bữa nay vẽ. Đi ra đây con. Ra đây nè, ra với bác với ông rồi nè con. Giờ Khánh đang ấy khô ở trong á mà cô bác ơi. Thấy đi lên mặt chơi với tí.